Xin chào các bạn, Meta đây. Meta lại quay trở lại với các bạn trong những video vô cùng tuyệt vời giúp các bạn nâng cao chất lượng cuộc sống. Và ngày hôm nay Meta chia sẻ cho các bạn về cái chủ đề đó là chế độ ăn rất là giàu đạm thì ảnh hưởng đến sức khỏe thận cũng như là bệnh gút sỏi thận như thế nào. Như các bạn biết đó là Meta là một tiến sĩ khoa học y sinh, hiện nay mình đang công tác ở Mỹ. Mình chuyên khoa về trong những cái nghiên cứu chuyên sâu về cấp độ về gen. Ok. Và những cái video trước đó, đặc biệt là hai video gần đây, Meta chia sẻ đó là chế độ ăn rất là ít tinh bột và cũng có chế độ ăn rất là giàu chất béo thì ảnh hưởng đến chức năng, gọi là ảnh hưởng đến căn bệnh là sỏi thận cũng như là bệnh gút. Và ngày hôm nay mình quan tâm đến cái chế độ ăn rất là giàu đạm. Các bạn biết đó, mỗi cái chế độ ăn mọi người thực hành đều có những cái ưu điểm nhất định. Vì có những cái ưu điểm đó là và phù hợp với những nhóm người như vậy, vì vậy cho nên mọi người đã áp dụng nó vào trong đời sống của họ và họ cảm thấy rất mang lại nhiều cái giá trị. Tuy nhiên là chúng ta cần ở đánh giá ở mức độ khách quan thì mỗi cái phương pháp như vậy nó có những cái ưu điểm và đồng thời chúng cũng có những cái nhược điểm. Và chúng ta đang luôn luôn muốn phát huy tất cả những cái ưu điểm và chúng ta hạn chế những cái nhược điểm mà mỗi phương pháp mang lại. Ngày hôm nay thì cái phương pháp chế độ ăn là rất là nhiều đạm này thì thường thường được áp dụng vào trong cái trong những cái nhóm người mà người ta đang muốn tăng cơ và giảm cân. Và chế độ ăn này thông thường thì lượng protein chứa khoảng ít nhất là từ 25 cho đến 30% năng lượng cơ thể nhận được từ nguồn protein. Có nghĩa là thông thường chúng ta là một người bình thường thì cái năng lượng chúng ta nhận được chủ yếu đó là từ tinh bột, và sau đó từ chất béo và cuối cùng là từ protein trong cái phương pháp này. Thì cái phương pháp này được khuyến khích rất nhiều ở trong các phòng tập gym, các PT gọi là huấn luyện viên cá nhân á, thì huấn luyện viên cá nhân thì khuyến khích cả nhà sử dụng rất là nhiều protein, rất là nhiều đạm. Thông thường đạm các bạn sử dụng nhiều nhất đó là whey protein hay là protein đậu nành. Là vì sao? Vì chúng là rẻ tiền, rất là rẻ tiền và lượng đạm khá cao đó. Và chúng ta chỉ quên đi rằng trong cái giai đoạn chúng ta còn khỏe, còn trẻ, chúng ta đang sử dụng cái phương pháp này, chúng ta để có được cái cơ bắp được săn chắc, cơ bắp được cuồn cuộn và cũng như là chúng ta được giữ vững cái cân nặng cho nó chừng mực, cái gọi là giữ cho nó được đẹp á, thì chúng ta là không để ý đến những cái vấn đề, những tác dụng phụ không mong muốn diễn ra của phương pháp này. Thì cái câu hỏi đặt ra liệu rằng thực sự hiệu quả của việc giảm cân và phát triển cơ bắp có phải là do mình ăn nhiều protein hay không? Nhiều cái nghiên cứu chỉ ra rằng là việc này thật sự không phải là một lý do chính, nhưng một cái lý do chính đó chính là kết hợp với sự tập luyện. Khi mà bạn thử cực tập luyện phù hợp kết hợp với một cái nhu cầu protein mà cơ thể có thể tiêu hóa hết, hấp thụ hết và chuyển hóa hết thì chúng ta mới có thể được duy trì được cái và xây dựng được cái khối cơ và chúng ta có một cái cơ bắp săn chắc. Thông thường ở cái độ tuổi bắt đầu lão hóa trên 35, đặc biệt là trên 50 thì đối với nữ và cả nam bắt đầu sụt giảm cơ bắp rất nhiều, cơ bắt đầu lỏng lẻo, da và nhão và nhiều mà mình cảm thấy rất là cảm thấy như mình già đi á, là vì do ở cái độ tuổi này thì cái mức độ mà gọi là mình đang cần cái nhu cầu đạm nhiều hơn so với cái nhu cầu tinh bột cái giai đoạn này chuẩn bị, các bạn sẽ chú ý như vậy. Tuy nhiên các bạn hãy cân đối đến cái việc mà đạm mình nạp vào, mình có tiêu hóa hết hay không, mình có hấp thu hết hay không, hay là chúng đã gây hại cho sức khỏe của chúng ta. Cái điều đó rất là quan trọng. Nên là trên hết tất cả mọi phương pháp thì dù gì đi chăng nữa, chúng ta hãy quan tâm đến sự tiêu hóa. Hãy quan tâm đến cái sự tiêu hóa và quan tâm đến cái nguồn gốc của cái gọi là cái thực phẩm của chúng ta đến từ đâu. Theo những cái nghiên cứu chỉ ra rằng thì cái nguồn đạm mà các bạn nạp vào chủ yếu từ động vật. Thì nếu bạn nạp với một cái lượng đạm rất lớn với theo cái yêu cầu của những cái huấn luyện viên yêu cầu thì nó khoảng 2 gram đạm trên 1 kg cơ thể, thì nó khoảng chừng là nếu bạn 50 cân thì bạn có phải nạp 100 gram đạm lận. Đối với 100 gram đạm mà bạn sử dụng đạm raw protein của Meta thì bạn phải sử dụng tới 500 gram bột, rất là nhiều
Rất là nhiều, và bạn không thể nào tiêu hóa hết 500 gram bột trong một ngày được. Vì vậy cho nên là bạn bắt buộc phải sử dụng những cái nguồn đạm gọi là processing protein, gọi là những cái protein mà nó được gọi là tổng hợp, nó được cô đặc lại và nó tổng hợp, thì bạn mới nạp đủ cái làm lượng đạm như vậy. Và khi bạn nạp một lượng đạm động vật lớn vào trong cơ thể thì các nghiên cứu đã chỉ ra rằng là tăng cái mức độ gây bệnh, đặc biệt là bệnh tim mạch và bệnh gan. Các bạn lưu ý đến vấn đề này. Và chúng ta đang quan tâm trong cái video này đó chính là khi một người hoặc là những người mà sử dụng một lượng đạm lớn trong cái vấn đề là để duy trì sự cơ bắp thì họ có nguy cơ phát triển sỏi thận và sự khả năng hấp thu canxi như thế nào. Thì các bạn biết đó là khi mà mình ăn lượng đạm protein nhiều vào bên trong cơ thể thì cái mức độ canxi và axit uric trong nước tiểu sẽ được tăng cao. Khi mình đi xét nghiệm nước tiểu mình sẽ kiểm thấy thấy điều này. Và cái lượng citrat thì bắt đầu giảm xuống. Đây là một cái yếu tố rất là nghiêm trọng gây ra cái quá trình hình thành sỏi thận. Đó. Ngược lại, khi mà bạn sử dụng cái lượng đạm protein này mà bắt đầu từ thực vật thì trong thực vật có rất là giàu kali. Và đây là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng và làm giảm đi cái lượng canxi và cũng như acid uric và oxalate ở trong nước tiểu và hạn chế các vấn đề về sỏi thận. Nên là giữa cái việc mà bạn lựa chọn các phương pháp gọi là ăn giàu đạm để giữ cơ cho nó săn chắc thì hãy tăng cái tỷ lệ đạm thực vật lên và giảm cái lượng đạm động vật xuống. Như cái video trước đó Mita chia sẻ, chúng ta nên giữ ở một cái tỷ lệ là 20% là đạm động vật và 80% là đạm thực vật thì các bạn sẽ cân bằng và khỏe mạnh hơn. Và chúng ta không cần phải cái nhu cầu để sử dụng tới 2 gram đạm trên một ngày để giữ cơ bắp. Và chúng ta cũng không phải là vận động viên. Khi mà một cuộc đời nào mà các bạn đã không còn giữ một cái cơ bắp cuồn cuộn nữa, không giống như các bạn gamer nữa, thì các bạn không thể nào duy trì một cái đời sống với một cái lượng đạm cao như vậy, thì cơ bắp của các bạn sụt giảm rất là nhanh chóng. Vì vậy thì Mita khuyến khích là các bạn hãy duy trì cái lượng đạm trong nhu cầu nó khoảng 0.8 cho đến 1 gram đạm trên 1 kg cơ thể mỗi ngày là được rồi. Có nghĩa là một người 50 cân thì các bạn chỉ duy trì khoảng chừng 40 đến 50 gram đạm một ngày là đủ rồi. Đừng có lạm dụng mà sử dụng đạm quá nhiều. Thì để giữ cho cái cơ bắp khỏe mạnh thì các bạn hãy cố gắng tập luyện. Hãy duy trì sự tập luyện. Và ngoài ra các bạn muốn tăng cường sự hấp thu đạm vào bên trong cơ thể thì chúng ta cần phải bổ sung những cái thực phẩm, những cái men vi sinh cũng như cái enzyme tiêu hóa vân vân, là chúng ta để tăng cường cái khả năng tiêu hóa của thức ăn và hấp thụ thức ăn vào. Ngoài ra thì khi mà mình bổ sung vitamin C như nước cam, nước chanh này nọ phù hợp thì nó cũng tăng cái khả năng gọi là hình thành lên những cái cơ bắp và khỏe mạnh của chúng ta hơn. Chúng ta sẽ cân bằng cái điều đó thì sẽ tốt hơn rất nhiều trong cái việc mà chúng ta nỗ lực dung nạp rất là nhiều đạm động vật các bạn nhé. Ok. Thì và một cái điều nữa Mita muốn có chia sẻ là hãy bạn chọn cái chế độ ăn giàu đạm cũng được. Tuy nhiên hãy chọn cái chế độ ăn là giàu đạm thực vật và đừng có quá cao. Duy trì ở mức 1, tối đa là 1.5 ở một cái giai đoạn nào đó thì cũng có thể chấp nhận được. Nếu là 2 gram thì một giai đoạn ngắn, không thể sử dụng một giai đoạn quá dài. Và điều này sẽ tăng cái mức độ bị biểu hiện sỏi thận bên trong cơ thể của chúng mình. Các bạn lưu ý đến cái điều này nhé. Và điều quan trọng cuối cùng đó là hãy lựa chọn đạm thực vật. Hãy lựa chọn đạm thực vật để xây dựng các sức khỏe tổng thể. Và đừng có quá nghiêng về cái vấn đề đạm động vật. Như Mita đã chia sẻ ở nhiều video trước đó, kể cả trong cái video này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video. Và hy vọng là chúng ta sẽ gặp nhau ở cái bài học tiếp theo. Bài học tiếp theo Mita muốn chia sẻ với cả nhà là về một cái chế độ ăn mà Mita nghĩ rằng rất là phù hợp cho nhiều người trên thế giới. Chỉ có một lưu ý nhỏ đối với người Việt Nam và chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm và chúng ta có thể áp dụng vào trong đời sống của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.